Vâng, em xin chào các bác nhá. Hôm nay thì em giới thiệu các bác một con xe, đẹp, xe đạp có bugi các bác ạ. Con xe đạp này rất là cổ và có lẽ là con xe đạp này với trong tỉnh em chưa chắc đã có con thứ hai. Đây là con 103, chắc là có 103 chứ không phải là có 102. Nhưng thật sự là nó rất là hiếm, các bác ạ. Có cả vòng kilo order các kiểu đây. Trước hết con xe này là thuộc một tập đoàn rất là lớn, thuộc hãng Peugeot. Chắc hẳn những bác nào mà đi xe hơi thì có thể biết đến con xe này, bởi vì nó vẫn là một cái tập đoàn của xe hơi rất là lớn mạnh trên thị trường. Nhưng cái sản phẩm này thì được cái hãng làm từ những cái thập niên 80-90 gì đó thì em không rõ nữa, nhưng thực sự là nó rất nhiều tuổi rồi nhưng vẫn khá là hoạt động rất là tốt. Đây, con xe này thì được trang bị, có thể là những anh em nào mới đi thì có thể là nhìn qua thì có thể không phát hiện là con xe máy, và nó có hơi hướng gì đó giống cái con xe đạp điện đời đầu, có bàn đạp và chắn những cái chắn ở đằng kia nữa, chắn xích ở đằng này, thì có thể là nhiều người lầm tưởng sẽ nghĩ là con xe xe đạp điện đó. Thì con xe này nó thuộc dòng xe hai kỳ, có rất giống cái máy cắt cỏ và có hơi hướng. Tất cả những anh em nào ở trong Nam đã chạy Sport thì cái động cơ này, nguyên lý hoạt động nó sẽ gần giống như thế. Nhưng cái động cơ này nó rất là nhỏ và anh em đổ xăng thì chạy tẹt, bởi vì nó ăn rất là ít xăng. Còn con xe Sport nghe đâu đó thì có vẻ là con xe Sport nó sẽ ăn rất là nhiều xăng, uống xăng hơn Exciter rất là nhiều. Nhưng tiện hơn cái là con xe Sport có một hộc xăng, một hộc nhớt thì nó sẽ chia đều nhau ra. Còn con xe này thì các bác cứ pha nhớt như máy cắt cỏ nhé. Con xe rất là xịn sò, hiện tại thì có hai cái còi. Một bên thì được trang bị gần như bằng đồng nhưng vẫn rỉ các bác ạ. Vẫn rỉ, nhưng mà bên này thì bằng có vẻ là kim loại, sắt. Đó, con xe này thì nó được trang bị một cái bánh đa rất giống những cái dòng máy nổ bằng dầu của Trung Quốc đã đưa đến Việt Nam cải tạo những cái phát triển ngành nông nghiệp và công nghiệp Việt Nam từ những cái thập niên 90-2000, lúc đó là rất thịnh hành nhờ vào động cơ của Trung Quốc, và nông nghiệp và công nghiệp của nước ta mới phát triển được. Thì cái bánh đà này có tác dụng, nhiều anh em có thể không biết là cái bánh đà này có tác dụng gì. Cái bánh đà này nó có tác dụng là truyền lực để làm anh em đạp nhẹ hơn, để hoạt kích nổ cái động cơ này để cho nó sẽ hoạt động tốt hơn, nổ động cơ lên và sẽ chạy đó. Cái con xe này thì nó hơn mấy con xe phân khối lớn với con Exciter, Winner các thứ của các bác, là nó có thể tập thể dục được. Con xe này kiêm tập thể dục, nếu các bác tắt động cơ đi sẽ tập thể dục được và nó rất là hiện đại đó. Con xe này rất là đa năng, rất là đa nhiệm, mà mọi người có thể là không nhiều anh em có thể không biết được con xe này. Em thì em sinh từ cái năm đầu thập niên 90, nhưng những anh em nào ít tuổi chắc có lẽ là con xe này nó sẽ nhiều tuổi hơn các anh em. Đó, đây chỗ này thì có cái chỗ ngồi, anh em có thể là gắn cái chỗ cái nệm lên đây thì nó êm hơn, nó ngồi rất là thoải mái. Giảm sóc thì nó tương đối thôi, bởi vì nó khá là nhiều năm tuổi rồi, nó không được chắc chắn lắm, nhưng hiện tại thì giảm sóc thụt vẫn là khá là êm các bác nhá. Rất là êm. Bàn đạp thì bằng cao su nguyên khối rất là chắc. Các bác có đạp 10 làm nữa, chục 20 làm nữa, còn bàn đạp này vẫn chưa mòn. Đảm bảo các bác nhé, đồ ngày xưa rất là tốt. Đấy. Phanh trước phanh sau có đầy đủ cả. Và cái xe này được trang bị hai cái xích này, một xích bàn đạp và một xích nối từ động cơ, sang để truyền tải cái lực kéo cho máy. Và cái chế hộ khí của con xe này thì nó phải nói là chỉ bằng cái mắt trâu thôi anh em ạ, nó rất là bé luôn. Con xe này thì lọc gió cũng cực bé, hiếm có, khó tìm. Khi các bác mà đi tìm được cái lọc gió mà nó bé như này thì cực kỳ khó, còn ở trên máy cắt cỏ thì nó lại khác.
khác khác rồi, nó không giống cái này. Còn cái buji này bác chủ bác đã trang bị buji thì hiện tại buji NGK đời mới, rất là mới, và buji có vẻ là giống cái buji của máy cắt cỏ, rất giống luôn. Nhưng mà cái hiện tại thì cái con xe này nó sẽ hoạt động rất tốt với cái buji này, và cái động cơ khai thì này nếu các bác mà biết chăm xe ra thì cực kỳ bền bỉ. Cái hệ thống giảm trước, hệ thống tay lái này thì được gắn trực tiếp vào tràng ba, cho cảm giác lái rất là thật, giống cái dòng xe Suzuki GSX của Suzuki hoặc là Suzuki Lider. Nếu những anh em nào đã sử dụng rồi thì có cái cảm giác lái nó rất thật, chứ không phải là tay lái gắn ngang vậy, nó sẽ không được thật bằng cái tay lái này. Cái tay lái này được các kỹ sư truyền tải cái lực từ dưới lên trên và cho cảm giác lái nó thật tay hơn khi mà gắn cái tay lái này vào. Và bây giờ em sẽ khởi động lên xem con xe này khoảng 2, 3, 40 năm tuổi gì đó, xem nó có hoạt động tốt được các bác nhé. Nhiều anh em chạy xe SH có khi lại không biết khởi động cái con xe này đâu. Nói thật anh em ạ, xe này nó tuy là nó rất đơn giản nhưng nó lại có cái gì đó mà nó không hề đơn giản. Thậm chí khóa sơ mắc cây thì anh em mở rất nhanh nhưng con này nó không có khóa, nhưng hiện tại nó có rất nhiều các móc và tay ga. Em sẽ tập thể dục với con xe này. Và hiện tại con xe này nó kích nổ cực dễ. Đó, mọi người biết là cái đà này nó đã chuyển được tác động đến và nó hoạt động rất là dễ dàng. Thế em sẽ lên ga xem con xe này nó ga nó còn trơn tru không nhá. Chấm xuống phát này nó tắt máy đạp lại và sẽ tiếp. Bóp một cái nút ở trên này thì là sẽ được. Và con xe này em nghĩ là nó phải chạy được tốc độ khoảng cỡ 5-60 gì đấy, chứ nó không chạy chậm lắm đâu, 4-60 tốc độ mát tối đa của nó. Thì đổ xăng thì nó cũng tiết kiệm lắm, chạy một tuần cả tuần nó mới không biết là hết bình xăng không, chạy rất là tốt. Con xe này hôm nay là em dịch bệnh thì nó đang phức tạp, thì em muốn làm clip thì vui vui, và những cái con xe này nó cũng rất là cổ đến mọi người, đến anh em thì rất vui chia sẻ clip này đến mọi người. Những con xe này rất là hiếm và có thể là trong 45 tỉnh hay là đâu đó là nửa miền Bắc này chưa chắc đã có con thứ hai, hoặc là rất là khó thì em không sơ lược được, nhưng nó phải nói là nó rất là cổ. Thì hôm nay em xin chia sẻ clip này đến mọi người. Dòng xe cổ Peugeot của một hãng rất là lớn, không biết là của Ý hay là cái gì đấy thì em không rõ nữa, nhưng mà nó có tên tuổi. Video clip lần này em xin dừng tại đây. Các bác đón xem những video tiếp theo về những cái dòng xe côn tay cỡ nhỏ, ô tô cỏ hoặc là những xe côn chân, ô tô gì đó, và hiểu biết về những xe máy ô tô thì em xin dừng video clip tại đây. Chào các bác và các bác đón xem những video clip tiếp theo của em nhé. Xin chào các bác. Đây.